Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi trở lại của quý vị khán thính giả. Những quý vị nào mà đang cư ngụ tại miền Nam California hoặc là những quý vị nào ở xa mà sẽ có mặt tại miền Nam California cuối tuần này thì chắc chắn quý vị không có nên bỏ lỡ một cái chương trình đại nhạc hội rất là vĩ đại do Trung tâm Asia thực hiện, thưa quý vị. Và chúng tôi được biết rằng là một trong những nam ca sĩ trẻ rất là bảnh trai và nhảy rất là hay đó là Đoàn Phi. Tôi bắt cóc Đoàn Phi đến với chương trình để mà gửi đến cho quý vị khán thính giả những cái gọi là nhạc phẩm hoặc là những lịch trình của anh chuẩn bị cho chương trình cuối tuần này. Mà cảm ơn Đoàn Phi rất là nhiều, chạy từ trên LA về tới quận Cam kẹt xe 2 tiếng đồng hồ. Đó là một trong những điều mà chị tôi nghĩ rằng là sống ở Cali là cái điều mệt nhất, là lúc nào cũng bị kẹt xe mà không biết là mình sẽ kẹt bao lâu. Dạ vâng. Traffic làm sao em chạy em thấy nó có đỡ hay là vẫn không đỡ? Em chào chị Tố Quyên và em và Đoàn Phi xin được gửi lời chào quý vị em đại SBTN thân mến. Vừa mới kẹt xe 2 tiếng mấy, lái xe từ LA tập trung với lại dancer ở trên đó về về tới đây thì chị chưa bắt cóc. thở chưa kịp thở là đã bị chị Tố Quyên bắt cóc lên đây ngồi trả lời phỏng vấn với lại chào hỏi quý vị. Cũng lâu lắm rồi Đoàn Phi chưa có trở lại với chương trình. Thì chị biết rằng là em cũng khá bận rộn trong những tháng qua, nhiều cái dự án mới rồi có con có gia đình, không biết là từ khi làm cha nó có làm cho Đoàn Phi cảm thấy yêu đời hơn hay không em? Như vậy thì đây là giống như là chính thức, tại vì từ đó đến nay đó, thật ra thì cái việc mà em có gia đình rồi có baby thì là chỉ có mấy anh chị em trong nghề rồi chị biết thôi. Chưa bao giờ. Ủa chị có để lên Facebook hả? Có bỏ lên Facebook. Okay. Bỏ Facebook nhưng mà rất là hạn chế, tại vì cái đó đối với em nó là một cái rất là riêng tư, thành thử ra là chỉ có close friend, những người nào mà em biết thôi. Thì hôm nay chị đã nói rồi thì cái một cái tin vui lớn nhất ở trong cái năm qua và cho đến nay đó là Đoàn Phi có một baby boy, thì đó là một cái niềm vui rất là lớn. Thì thật ra chỉ có lúc mà mình thật sự làm cha làm mẹ rồi thì mới hiểu được là cái tình yêu đó nó lớn như thế nào và nó khác với tất cả những cái cảm xúc khác. Thì em hiểu là thí dụ một người mẹ thì cái tình cảm đối với con thì nhiều hơn là đối với người cha, nhưng mà lần đầu tiên mà làm cha thì cái cảm xúc đó thật ra rất là khó tả là bởi vì nếu mà chưa làm cha làm mẹ rồi mình không thể nào mình có thể tưởng tượng được rằng là khi mình có một đứa con rồi thì mình cảm thấy là yêu nó như thế nào. Really? Yeah, yêu lắm luôn, thì rất là dễ thương. Unconditional love, hoàn toàn là như vậy. Yeah. Nói có thể nói là nhiều khi còn cảm thấy yêu thương hơn cả vợ của mình. Chết rồi, em nói như vậy rồi vợ có buồn hay không? thì vợ có thương em rồi cũng tại vì em ăn ngay nói thẳng thôi. Có sao nói vậy? Nhưng mà bây giờ mà nếu mà hỏi đó, bây giờ em thương ai hơn đây, thế nào cũng nói thương con hơn. Nhưng mà từ hồi em làm cha rồi em có thấy là cái tình thương em đối với bố mẹ em nó có bao la hơn hay không? Nó có đầy hơn hay không? Chắc chắn. Em nghĩ là vì khi bắt đầu một cái vai trò mới ở trong cuộc sống, trở thành cha, trở thành mẹ rồi á, thì mình mới có cái cơ hội để mà nghĩ rằng là ba mẹ của mình nuôi dạy mình cho đến khi mà mình lớn, mình trưởng thành, rồi mình đạt được những cái điều gì đó ở trong cuộc sống, thì đó là cả một cái quá trình rất là dài mà phải có, đó là cái chỉ có tình yêu thương không có điều kiện vô bờ bến của cha mẹ dành cho con thì mới làm được những cái chuyện như vậy mà thôi. Thì khi mà mình có một đứa con thì bắt đầu mình dành hết tình cảm cho con của mình, cái gì cũng lo cho nó, thời gian rồi mọi thứ, thành thử ra là mình đã hiểu hiểu hơn nữa. Trước đây thì em cũng đã hiểu rồi, nhưng mà có nghĩa là mình hiểu hơn nữa, mình cảm nhận cái chuyện đó nó sâu sắc hơn nữa về cái việc là làm cha làm mẹ như thế nào để mà take care con cái của mình. Và nhắc đến cha mẹ thì Mother's Day tuần trước em có cơ hội dẫn mẹ em đi celebrate, ăn mừng trong ngày lễ mẹ hay không? Dạ có. Thì năm nay thì cả gia đình của em cũng đã đoàn tụ ở Mỹ rồi. Thành thử ra là đây là cái lần đầu tiên sau 11 năm gia đình em mới được đoàn tụ. Wow. 11 năm. Cũng giống như là trước đây Đoàn Phi đã từng có những cái tâm sự trong cái phỏng vấn của Heart to Heart, Christine Sa. Yeah. Thì nói là đó cái ước mơ của mình khi mà qua đến Mỹ này rồi, là tất cả mọi chuyện nó giống như là Chúa sắp đặt vậy.
thì khi mà mình đã được một cái điều gì đó thì lúc nào cũng muốn mang gia đình đến ở chung với mình hết. Và rồi thì một trong những giấc mơ lớn nhất của cuộc đời của em hiện tại là gia đình của em đã ở đây. Cái là cái hạnh phúc lắm đúng không em? Yep. So, gặp bố mẹ với em mình hàng ngày. Gia đình đã ở đây rồi thì Mother's Day vừa rồi thì dẫn cả nhà đi ra ngoài ăn uống này kia với nhau, chụp hình này kia với nhau, cũng có bỏ lên trên Facebook. Chị có thấy trên Facebook chị nói oh so sweet, mà chị nghĩ là khi mà gia đình được đoàn tụ lớn đó là cái điều hạnh phúc nhất, bởi vì khi mà được sống gần bên cha mẹ, bố mẹ mình, anh chị em thì cái tình thương đó, ngoài cái tình thương dành cho con cái thì nó hoàn hảo lắm đúng không? Yeah. Nó tuyệt vời lắm. Và nói đến hoàn hảo tuyệt vời thì khi mà em có đầy đủ cái tình thương cho con, cho gia đình, cho bố mẹ thì nó có giúp cho em focus hơn cho cái chương trình kỳ này và cuối tuần này hay không? Dạ thì cũng may là bởi vì thì giờ nào thì làm việc đó. Nhà cửa thì đã có ông bà trông coi rồi, thì em bé thì cũng đã có bà xã của em take care rồi. Thành thử ra là bây giờ đây là một cái khoảng thời gian mà mình dành cho trở lại cho công việc. Nó cũng là cái đam mê, cái passion của mình lâu nay thì vẫn cố gắng hoàn thành tốt thôi. Còn nếu như mà quý vị thấy là sau khi đã làm lên chức bố rồi mà làm không có được như trước đây thì hãy cho Đoàn Phi biết. Nhưng mà khi mà em nói lên chức bố rồi đó thì em thấy khi mỗi lần mà tập dượt cực nhọc như vậy, em có constantly nghĩ tới con của em hay không? Mặc dù là làm rất là cực nhọc, bị kẹt xe bao nhiêu tiếng, chuẩn bị cho chương trình cuối tuần này. Is your son constantly in your head, in your mind? Thật ra mà nói thì lúc mà em làm việc thì em tập trung cho công việc nhiều lắm. Lúc đó thì em không có nghĩ gì tới con cái đâu. Nhưng mà khi mà ví dụ như xong mà rồi đó, nhiều khi lấy cái phone ra coi, thấy cái hình của nó ở đó là ok, mình có thể cười mà quên đi là lúc đó mình đang rất là mệt. Hôm nay thì là lâu ngày tập lại đó, thì bây giờ nguyên cái người là bị đau hết rồi. Chân người nhức mỏi đi là cà nhắc. Muscles, bắp thịt nó đang nở ra đó em. Dạ, vậy đó. Người cũng đang bị đau đớn này kia lắm, cho nên là nhưng mà mỗi lần nhìn thấy con thì rất là vui, quên cái chuyện đó đi thôi. So, nào cuối tuần này em sẽ trình diễn nhạc phẩm gì đây? Cuối tuần này thì trong cuốn Asia 75 của Asia thì em sẽ hát một ca khúc rất là quen thuộc của nhạc sĩ Lam Phương. Thì gọi là Tình Đẹp Như Mơ. Wow. Thì một ca khúc quen thuộc lắm. Lần này làm chương trình được mang tên là The Best Duet All The Time. Song ca. The All The Time, so, là song ca. Thành thử ra là Đoàn Phi sẽ song ca chung với lại một nữ ca sĩ mà trước đây chưa có bao giờ song ca hết. Trước đây thì em đã song ca với rất là nhiều người rồi, nhưng mà hopefully là lần này ca sĩ nữ này với em sẽ có một cái gì đó mới hơn cho quý vị khán thính giả xem. Wow. Ca sĩ nữ này cô ta cũng rất là xinh đẹp. Và đặc biệt là nhảy được nữa. She knows how to dance. So, cái đó nó đỡ cho em. Dạ. Thì mà hai người mà nếu mà biết diễn với nhau, biết nhảy chung với nhau thì khi mà mình làm partner đó, nó dễ hơn nhiều. Em không có lo, phải lo là cái người đó sẽ bị té và bị thương. Lo em bị té thôi. Nhưng mà em có, khi này em có mix với những cái điệu nhạc nhảy nào nó mới so với những cái video trước hay không em? Lần này đó có sự trở lại của một người đã từng là choreographer của người là người dựng múa của Asia trước đây. She là một cái người làm việc với Hollywood lâu nay rồi. Thì bây giờ qua bao nhiêu cuốn video trước đây của Asia thì bây giờ she trở lại làm việc tiếp tục. Thì khi mà trở lại như vậy thì cái mức độ chuyên nghiệp của những cái bài hoặc là những cái gì đó mà nó có nhiều sáng tạo hơn ở trong cái bài. Ở trong cái bài múa của em, cái bài hát của em. Em với lại người bạn diễn của em rất là giống như là mình rất là hào hứng, bởi vì thực ra lần này mà nói tụi em tập nhảy nhiều hơn. Có nhiều cái trick hơn. Thành ra phải tập nhiều, phải nhớ nhiều này kia.
Good luck. Và những quý vị nào mà ở quận Cam hoặc là những quý vị mà từ xa mà đến thăm quận Cam quận này thì chắc chắn là trong tuần này thì chắc chắn là nhớ đừng có quên đi xem chương trình Asia, tại vì tại Pechanga Casino em hả? Và Đoàn Phi sẽ có mặt ở đó nguyên cả ngày thứ bảy. Nếu mà in between mà Đoàn Phi có cái giờ rảnh, Đoàn Phi sẽ ra gặp quý vị và chụp hình cũng như là ký autograph. Yes, can you do that? Yeah, sure. Nếu mà bị ra ngoài bị bắt cóc thì chị phải làm vậy rồi. Và any final thoughts, em có những lời chia sẻ cuối cùng có thể gửi đến cho quý vị khán giả không em? Dạ, đã lâu rồi thì Đoàn Phi không có đến với cái chương trình của chị Tố Uyên. Thì bây giờ Đồng Phi xin được gửi lời chào một lần nữa đến quý vị. Và mong rằng là quý vị nào mà trong tuần lễ này có ở đây ở tại Nam California thì hãy đến dự cái buổi đại nhạc hội thu hình của Trung tâm Asia. Và Đoàn Phi và tất cả anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt là Đoàn Phi rất là mong muốn gặp quý vị ở đó để mà có thể gặp gỡ hay chia sẻ và cũng như chụp hình lưu niệm với quý vị trong những cái trong khi mà quay hình như vậy. Thì rất mong gặp lại quý vị vào ngày hôm đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Đoàn Phi và mong rằng quý vị nhớ đừng có mắc cỡ, quý vị có thể hôn Đoàn Phi bên trái bên phải và chụp những tấm hình lưu niệm đó. Tôi nghĩ rằng là Đoàn Phi sẽ không có mắc cỡ đâu thưa quý vị. Tác sĩ đến đây chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin kính chúc tất cả quý vị có một ngày thật là hạnh phúc và bình an.